Hôm nay là sinh nhật của con trai mình 4 tuổi. Cái vậy? Rồi quay nhóc. Rồi. Hai. Hello. Hai. Hỏi chuyện gì đó. Ba sau đó được hẹn với vị quan khách đã thấy buổi tiệc sinh nhật lần thứ 4 của gia đình ngày hôm nay và lời đầu tiên cho phép chú Edison xin phép được thay mặt gia đình của bé xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt nhất ạ. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, hành trình một năm thì chắc hẳn thì chỉ có 365 ngày và đây là hành trình của mọi người chúng ta. Và trong những hành trình ấy, mỗi chúng ta sẽ có những ngày vui và ngày đẹp nhất của chúng mình. Và ngày này, 4 năm về trước, đại học gia chúng ta đã cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của anh hùng và chị Ngọc Thị bé giờ của chúng ta đã tròn 4 tuổi. Và để kỷ niệm ngày vui này thì gia đình đã tổ chức hội tiệc vô cùng nhỏ và ấm áp và có sự diện của toàn thể quý vị ở đây. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu để dành một tràng vỗ tay thật to nữa, thật nồng nhiệt nữa để chào đón bé rất cùng gia đình bước lên sân khấu. Dạ vâng, xin được thành khấu, đây là một gia đình nhỏ hạnh phúc đó. Và gia đình nhỏ mà phép cúi đầu chào tới tận thể quý vị trong ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, kính thưa tận thể quý vị, ngày hôm nay được sự diện của toàn thể quý quý ngày hôm nay thì gia đình có rất nhiều cảm xúc cũng như lời chia sẻ ngày hôm nay. Thì vậy ngay bây giờ chú Edison sẽ nhường micro cho chị Hồng cũng sẽ có đôi lời nhắn nhủ tới tận thể quý vị trong ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay em xin cảm ơn toàn thể anh chị, cô chú và bạn bè đến đây để mừng sinh nhật của con trai em. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hồng đã chia sẻ những lời thánh quan và xúc chất nhất trong ngày hôm nay. Rồi, và không để quý vị chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ tới với một thức lễ vô cùng quan trọng, anh dấu quần hốc của bé hát ngày hôm nay, đó là nghi thức lễ thổ nén và căn bánh kem. Rồi, xin... Rồi, lần này quý vị ơi, chúng ta cùng giơ cái tay của mình không ạ? Sau hai tiếng nén của chúng ta, chúng ta cùng hát thật lớn và hát được mang tên Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật lần thứ 4 của bé hát ngày hôm nay ạ. 2, 3. Happy Birthday to you. Rồi, những mấy ảnh của cô bé có mặt cô hai, con lên đi chụp với con. Rồi, tặng nhiều thế này thì bé này làm sao mà cắt bánh kem được đây? Rồi, ngày hôm nay thì gia đình cũng rất cảm ơn toàn thể các anh chị đã có mặt. Thì không có gì hơn thì anh Hùng và chị Hồng cũng sẽ thay mặt cũng như là xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nâng ly bia của mình lên đúng không ạ?
Rồi, xin mời các anh chị, chúng ta cùng rút tay lên pin của mình lên cũng như liên vậy không ạ? Sau 3 tiếng đếm chúng ta cùng rút thật to đúng không ạ? Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, go! Happy birthday lần thứ 4 của bé Sài ngày hôm nay. Một lần nữa thì chưa đến giờ thì thay mặt cho toàn thể các anh chị ở đây xin chúc cho con có một tuổi mới, đặc biệt là hay ăn chóng lớn và luôn luôn khỏe mạnh nha. Và sau này là một con có ích cho gia đình cũng như xã hội sau này. Rồi, chúng ta sẽ trả vòng tay yêu thương, sẽ xuống tiếp đón từng bạn của chúng ta ngày hôm nay ạ.